Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc bếp nướng không khói sử dụng điện có thiết kế khá là đặc biệt. Và tên của cái bếp này là BBQ Air Grill, một sản phẩm dành cho thị trường châu Âu. Thì như các bạn đã biết thì cái bếp nướng không khói thì sẽ hiệu quả hơn khi mà chúng ta sử dụng trong gia đình, sẽ hạn chế được cái mùi nó ám vào trong phòng. Thì cái bếp này sẽ giúp chúng ta xử lý các cái mùi từ việc nướng thịt. Đóng gói chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng đi kèm. Cái này bằng tiếng Đức ạ. Tuy nhiên là cách sử dụng cũng khá là dễ. Và chúng ta sẽ có chiếc bếp nướng như thế này. Đầu tiên đây là cái phần đế gang để các bạn đặt thực phẩm lên trên này. Cái đĩa này sẽ quay và thực phẩm ở trên này sẽ được nấu chín bằng nhiệt từ trên đẩy xuống. Đây chúng ta sẽ có hai phần của cái bếp. Phần trên là gia nhiệt, còn đây công tắc nguồn này. Đây là rắc cắm nguồn. Chúng ta sẽ có cái công tắc tắt bật để các bạn có thể xoay được cái phần gia nhiệt ở phía trên này, thuận tiện hơn khi chúng ta đặt thức ăn vào. Còn đây là bảng điều khiển. Cái này là bảng điều khiển cảm ứng nhé. Còn trên này là nút xoay để điều chỉnh và nút bấm nguồn. Ở phía dưới chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần mai so. Còn đế ở dưới này là để hút cái khói xuống nhé. Và khi các bạn nướng ấy, thì khói nó sẽ không bay lên mà sẽ bị hút xuống dưới này và lọc không khí cho chúng ta luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm điện để dùng thử. Các bạn bật công tắc nguồn đây. Sau khi lên nguồn các bạn có thể điều chỉnh được cái thời gian để nướng bằng cách là xoay cái núm ở trên này. Nó sẽ xoay. Đây là thời gian là bao nhiêu phút đấy. Nó sẽ tự tắt sau bao nhiêu phút. Còn cái phần nhiệt độ là chúng ta sẽ bấm vào phần cảm ứng. Các bạn nhìn thấy cái phần cảm ứng này. Các bạn thích nướng bao nhiêu độ thì các bạn sẽ bấm cái dải này. Và bắt đầu thì các bạn sẽ bấm cái nút tròn ở trên và đế bắt đầu quay. Và nhiệt đã được cung cấp xuống dưới để làm chín thức ăn. Cái đế này các bạn có thể điều chỉnh tắt bật quay. Đây cái nút này để dừng quay và có quay. Và cái phần trên này thì nhiệt sẽ được đẩy xuống nhờ cái quạt gió thổi xuống. Tùy các bạn điều chỉnh nhé. Đấy, thế còn thức ăn sẽ được nấu chín ở dưới. Này. Và khói thì sẽ được hút xuống dưới này. Cái phần khe này sẽ hút khói xuống dưới. Hạn chế khói bay vào trong nhà các bạn. Chúng ta có thể quan sát được cái phần mai so sinh nhiệt ở trên này, nó đỏ hồng lên đấy. Còn phần dưới này là cái đĩa để nướng thức ăn. Đĩa chống dính nhé. Đây là điều chỉnh thời gian và bấm nữa là sẽ tắt. Cách sử dụng rất là đơn giản. Đây chúng ta nhấc lên để thấy cái phần dưới này. Nó sẽ hút cái khói xuống qua cái khe này. Ngoài ra thì mỡ cũng sẽ chảy xuống đó. Đây là cái phần sinh nhiệt. Thì cái mỡ chảy xuống sẽ có một cái khay đỡ ở dưới. Các bạn muốn đổ mỡ thì bạn sẽ rút cái khay này ra. Đây, cái khay này. Khay này khay chứa mỡ. Với cơ cấu có thấy nó hoạt động khá giống nồi chiên không dầu, dùng hơi nóng để làm chín thức ăn. Và để tìm hiểu kỹ hơn về cái lò này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.